chỉ số Index phiên giao dịch ngày 12 tháng 8 có mức phục hồi nhẹ lên trên vùng 1230 điểm với sự hỗ trợ của uh, nhóm cổ phiếu ngành banh một số các mã cổ phiếu trụ uh, đã tăng tích cực ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay ví dụ như cổ phiếu G, uh, bmp fpt um, FRT, uh, plx uh, và đó là những cái nhân tố uh, để giúp cho thị trường của chúng ta có mức phục hồi ở trong phiên giao dịch mở cửa tuần À, vậy thì xu hướng tiếp theo của thị trường sẽ như nào? Chúng ta sẽ lần lượt phân tích bộ ba tham số chung. Thì như cũng đã có phân tích dự báo vào phiên giao dịch của ngày 12 tháng 8, chỉ số VNI của chúng ta sẽ có uh, các cái gáp kéo về ở khoảng quanh vùng 1.228 điểm và sau đó thị trường chúng ta sẽ đi lấp gáp. Và các điểm lốc mục tiêu, các anh chị, các điểm lốc mục tiêu đó sẽ là ở quanh vùng 1205 đến vùng 1210. Thế thì anh chị em nhìn thấy cây nến đầu tiên à, mở cửa phiên thì chỉ số VNI của chúng ta cũng đã có điểm cao nhất ở vùng 128 và sau đó thì chúng ta tiếp tục có bốn cây nến giờ tiếp theo chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục cố gắng à, công về vùng 1228 điểm và phải đến cây nến giờ kết thúc phiên. À, từ 14 đến 15 giờ thì chỉ số VNI của chúng ta mới vượt qua được vùng 128 và bứt lên ở trên vùng 1320 và chúng ta cũng nhìn thấy rằng với bốn cây nến giờ trong đó có ba cây nến giờ phiên sáng và một cây nến giờ phiên chiều thì chỉ số VNI của chúng ta cũng test hết sức tích cực ở trên vùng 1220 điểm ở đây và với là hiện tại chúng ta tiếp tục dự báo và nâng cái điểm số của thị trường lên Đó là VNI sẽ tiếp tục hướng về vùng 1235 Sau đó thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Chỉ số này sẽ test và các cái điểm test mục tiêu sẽ ở vùng 1225 Điểm sâu hơn sẽ là vùng 1220 Tức là chúng ta nâng dần các anh chị Ví dụ phiên giao dịch ngày hôm qua thì, uh, Phiên giao dịch của ngày hôm nay Thì chúng ta dự báo ở vùng 1210 Và phiên giao dịch của ngày mai Tức là ngày 13 tháng 8 mà Chúng ta đã nâng lên ở khoảng quanh vùng 1220 Kỳ vọng test tích lũy thành công ở trong xu hướng này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến cái vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 1240 đến vùng 1245 target kỹ thuật của chỉ số VN trong thời điểm ngắn hạn. Và các anh chị lưu ý này, ở trong thời điểm ngắn hạn thì chúng ta có những cái phần đã tác động đến thị trường như cũng đã có phân tích ở trong các bản tin tuần. Thứ nhất là về tình hình địa chính trị tại Trung Đông thì các anh chị cũng nắm được rồi, nói chung là Dương Đông kích Tây thôi. Chứ còn nó không 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 thể nổ ra bởi vì ở đó nó có rất nhiều những cái yếu tố về mặt kỹ thuật mà khó để xảy ra được một cái cuộc xung đột trực diện. Thế còn ở châu Âu thì đó mới thực sự là một cái vấn đề đúng không anh chị? Và các anh chị để ý thấy là giá dầu thô WTI đã tăng rất mạnh sau khi mà UK mang quân coi như là chọc vào coi như chọc vào lãnh thổ của 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 Liên bang Nga. Đó thì đó là câu chuyện, đó mới chính là câu chuyện. Và cái câu chuyện ở châu Âu thì nó mới đúng nghĩa với câu chuyện đấy là sự đối đầu trực diện ở à, giữa Nga và NATO các anh chị đó mới là một cuộc chiến thực sự và uh, khả năng nó sẽ leo thang và nói chung là cũng không biết là đến khi nào, không biết là có bom hạt nhân hay không thì cái đó cũng không không nắm chắc được nhưng mà ông thấy rằng là cái cái cục diện là tiếp tục leo thang và uh, bên khối NATO thì họ tiếp tục bơm vũ khí và uh, bên Nga thì cũng đang có những cái cái sự chiến dịch ở trên 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 thực địa nó cũng rất là nói chung là chiến tranh thì nó là tàn khốc rồi các anh chị, nó cũng khó. Đó, thế thì uh, cái câu chuyện đó thì mới là câu chuyện chính, tức là phần thứ nhất là phần tin tức, phần thứ hai là phần nội tại với thị trường thì chúng đã có phân tích ba cái ý rồi. Đó, nội tại với thị trường thì chúng ta cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ? À um, dòng tiền chờ mua uh, đã tăng khá là tích cực từ phiên giao dịch ngày uh, ngày, ngày, ngày 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 8, ngày ngày chín rồi. Đó và uh, nó bắt đầu có cái sự dịch chuyển đúng không ạ? Và đồng thời thì có một cái giai đoạn này đó là nhóm makeup và nhóm la cáp. Đấy là hai cái nhóm gọi 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 là hai cái nhóm xương sống của thị trường thì sau một cái giai đoạn mà thị trường chúng ta chỉnh giảm thì hai cái nhóm này nó về vùng hỗ trợ mạnh và khi nó về vùng hỗ trợ mạnh rồi thì chúng ta kỳ vọng là gì nhà đầu tư sẽ tập trung bắt đáy uh, bắt cổ phiếu và giúp cho thị trường chúng ta phục hồi và khi mà đồng thời cả mic cap và lá cap quay trở lại phục hồi thì cái sóng hồi của chúng ta không phải là sóng hồi tế cộng cái chị ít nhất là phải 1 đến 2 tuần đó thì cái câu chuyện là như vậy và chúng ta cũng nhìn thấy là tại uh, từ phía giao dịch ngày 6 đó từ ngày 6 tháng 8 À, cho đến thời điểm hiện tại thì như vậy là chỉ số VNI của chúng ta cũng bắt đầu có cái sự phục hồi và và chúng ta cũng bắt đầu nâng dần các cái target kỹ thuật. Ví dụ như cái target đầu tiên nó sẽ là vùng 120 đến vùng 125. Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu nâng được lên ở vùng 1240 đến vùng 1245. Tức là như vậy là chúng ta cũng đã bắt đầu có cái sự tiến triển về xu hướng các anh chị nhá, tiến triển về xu hướng. Rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số VN30 thì như chúng ta cũng đã phân có dự báo dự kiến vào phiên 12 tháng 8, chỉ số VN30 chúng ta sẽ có những gáp tăng về khoảng quanh vùng 1270 và sau đó nó sẽ đi lấp gáp. Các cái điểm lốc mục tiêu thì nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 1260 đến khoảng quanh vùng 1265 và biên sâu hơn sẽ là vùng 1250 đến vùng 1253. Thì các anh chị nhìn thấy là Ờ, ở những cái điểm kéo đầu tiên thì chỉ số phá chỉ số VN30 chúng ta chưa có 1270. mươi à, tuy nhiên những cái góc độ test cung các anh chị nhìn thấy là có đến bốn cây nến giờ. À đúng ạ, chỉ số VN30 của chúng ta test tích lũy thành công ở trên vùng 1260. Các anh chị tức là biên 1255 đến biên 1260 thì phiên giao dịch ngày hôm nay VN30 test khá là tích cực và phải đến cây nến giờ kết thúc phiên thì chỉ số phá sinh của chủ, à, VN30 chúng ta vượt lại được trên ở vùng 1270 điểm cộng với một cây nến hammer khá là tích cực. Và với đài hiện tại thì chúng ta kỳ vọng điều gì Như vậy phiên giao dịch ngày mai thì dự kiến uh, Chỉ số VN30 sẽ có gáp tăng nhẹ Kéo nhẹ lên ở khoảng quanh vùng mươi Và sau gáp tăng đó Thì uh, chúng ta sẽ tiếp tục sự báo Là chỉ số VN30 sẽ quay trở về Chỉnh cung lấp gáp các điểm lấp mục tiêu uh, Nó sẽ lấp về ở khoảng quanh vùng 1.260 đến vùng vùng 1.265 đấy tức là chúng ta bắt đầu nâng dần lên các anh chị nhá à chúng ta bắt đầu nâng dần lên các cái vị thế mà vn30 test cung và test tích lũy thành công đảo long thì ta ghép kỹ thuật ở trong thời điểm ngắn hạn thì vẫn như vậy thôi à, chúng ta tiếp tục hướng về vùng 1 đến khoảng quanh vùng 1.285 điểm à, và bây giờ chúng ta sẽ nhìn chỉ số vn30 ở trên trạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được sơ bộ về binh tình ở trong cái thời điểm hiện tại thì ở đây các anh chị đây là một cái bức tranh khá là tổng quan À, về chỉ số VN30 và sau khi mà chỉ số VN30 của chúng ta đạt mắc được ở khoảng quanh vùng 1340 thì chúng ta nhìn thấy đấy ạ. Và sau một cái nhịp chỉnh cung, à, nhịp chỉnh cung thì như vậy cũng đã có phân tích cho các anh chị ở vùng 1220 đến vùng 1225. Và tại đây thì chúng ta sẽ tập trung quan sát thủng thì chúng ta sẽ phải gì tính toán đến cái kênh hỗ trợ tiếp theo ở vùng 1180 đến vùng 1190. Và trên thực tế thì chỉ số VN30 chúng ta cũng đã có phiên giao dịch ngày 6 à test đáy ở vùng 1180 đến vùng 1185. Và sau đó nó có xu hướng phục hồi. Và chúng ta nhìn thấy đây là có hai cây nến ngày phục hồi khá là tích cực và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là chỉ số à, VN30 chúng ta tiếp tục à, hướng về vùng 1271 điểm ở đây. Thế thì ở đây chúng ta nhìn nhé đây là điểm hỗ trợ, đây là điểm hỗ trợ và đây cũng là điểm hỗ trợ thì cái quá trình phục hồi quay trở lại đây thì như vậy vô hình dung là gì? À cái vùng hai 7 à, 15 đến khoảng quanh vùng 1280 ở đây thì nó sẽ trở thành cái vùng cản kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số VN30. Các anh chị nhá, nó sẽ trở thành vùng cản kỹ thuật ngắn. Và có thể một hai phiên tới thì khi mà chỉ số VN30 chúng ta trên chạc kỹ thuật ngày nó chạm đến vùng này thì có thể nó sẽ có các nhịp test. Các anh chị, các nhịp test và phiên bản chất ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó đã có một cái nhịp à, nhịp, nhịp test về vùng 1255 điểm đây các anh chị đã có một cái nhịp test về vùng 255 thế còn trong trường hợp nó test sâu hơn thì có thể là gì à nó sẽ test về đến vùng 1245 vậy thì câu chuyện là trên chạc cái tụt ngày sau nhịp đẩy này thì nó sẽ quay trở về test cung các anh chị chuẩn bị sẵn cái kịch bản như vậy vậy thì chúng ta phải dự phóng một cái lượng tiền mặt để khi mà thị trường chúng ta quay trở về chỉnh cung test nền ở đây thì chúng ta có thể gì à chúng ta còn tiền để chúng ta mua và trong trường hợp nó test khỏe, tức là test ở vùng 1260 điểm ở đây thành công, đúng không? Test 1260 thành công ở đây. Thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục nâng uh, dần cái vị thế target của VN30 lên ở quanh vùng 1290 đến vùng 1300. Hoặc là nếu nó test ở vùng 1245, test ở vùng 1245 thì uh, cái target kỹ thuật của nó nó lại phải ở khoảng quanh vùng 1280 đến khoảng vùng 1290. Tức là cái điểm test kỹ thuật của chỉ số vn30 nó sẽ phụ thuộc vào à, cái target của nó xây ở sau đó thì à, căn cứ tín hiệu thực tế để chúng ta xem các anh chị nhá nhưng ở trong cái thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý là à, có thể có một đến hai cây nến phục hồi nữa và thị trường chúng ta sẽ quay trở lại chỉnh cung test lên bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích chỉ số vn30f1m hay còn gọi là chỉ số phá sinh thì đối với chỉ số này mình phân tích cho các anh chị ở trên dạng kỹ thuật m năm thì với việc mà chúng ta zoom nhỏ lại để chúng ta thấy được là với việc cái tuần giao dịch cũ đúng không ạ tuần từ phiên giao dịch ngày 5 cho đến ngày 9 à, thì như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta đã xây khá tốt ở vùng 1235 đến vùng 1240 và bắt đầu có sự phục hồi đi lên thì quá trình phục hồi đó thì chúng ta bắt đầu nâng dần ở các cái điểm các cái kỹ thuật ví dụ như trong phiên giao dịch của ngày hôm nay đúng không ạ thì chúng ta dự kiến là gấp tăng của thị trường sẽ kéo về khoảng quanh vùng 1270 đến vùng 1273 và sau đó nó sẽ đi test và test thì nó lần lượt như vậy thôi. Thứ nhất là nó test về vùng 1260, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1255 và sâu hơn nữa sẽ là vùng 1253. Thì các anh chị để ý là đầu phiên thì chỉ số vn 30 f một một chúng ta không có gắt tăng và nó quay trở về test vùng một hai luôn nó lừng gừng đây thì nó lên được vùng một hai rồi nó lại tiếp tục test vùng một hai và kết thúc phiên thì như vậy là chỉ số phá sinh cũng gần như là đóng cửa được ở cao nhất phiên với một cây nến hammer phục hồi và một cây nến giờ khá là tích cực thì với góc độ hiện tại như thế này thì chúng ta tiếp tục dự báo à, phiên giao dịch ngày mai ngày 13 tháng 8 chỉ số phá sinh của chúng ta tiếp tục sẽ có những cái điểm gáp và điểm gáp thì vẫn như vậy thôi vẫn kéo về khoảng quanh vùng một hai ba và sau đó thì sẽ test và ở góc độ kỹ thuật hiện tại thì chúng ta kỳ vọng điều gì kỳ vọng là phái sinh sẽ test ở trên vùng một hai trăm sáu mươi tức là đẹp đẹp thì nó sẽ test ở khoảng quanh vùng một hai trăm sáu mươi đến khoảng quanh vùng một hai sáu ba ở đây một hai sáu rồi test những thành công ở vùng này đảo long và các anh chị lưu ý là khi mà phái sinh đảo long thì chúng ta cần phải có dòng trụ lực và dòng trụ lực đó là gì? Đó là nhóm ngành chứng khoán, đó là nhóm ngành banh, đó là nhóm ngành trụ. Ví dụ như nó đồng loạt trụ Vinhome, VRE, VIX, rồi MVDG, G, G FPT đó dòng trụ kéo hoặc là bất động sản dân cư. Thì khi có những dòng trụ lực đấy à, kéo tại những cái thời điểm mà đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục và dự báo ta target kỹ thuật là phá sinh đã vượt vùng 1270 và chúng ta hướng đến à, phá sinh chúng ta sẽ hướng đến vùng 1280 đến khoảng quanh vùng 1285 điểm bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn à, xu hướng của phá sinh ở trên sạc kỹ thuật ngày thì đây các anh chị à, chúng ta cũng có một cái bức tranh rất là tổng quan đúng không ạ À, rồi sau khi mà phá sinh của chúng ta cũng có một cái điểm mắc ở khoảng quanh vùng 1340 thì phá sinh chỉnh cung và cái quá trình chỉnh cung đó thì cũng đã có phân tích khá là sát ví dụ như à, chúng ta có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1220 và trên thực tế thì như vậy là nó về đến vùng 12 uh, 1233 và sau đó thì ở dưới vùng 1233 đây 1225 thì như vậy là phá sinh của chúng ta bắt đầu phục hồi và có hai cây nến giờ hai à, cây nến ngày phục hồi khá là tích cực ở đó là phiên kết tuần và phiên ngày hôm nay thì chỉ số phá sinh của chúng ta tiếp tục test thành công ở hỗ trợ kỹ thuật 1255 đến vùng 1260 kết thúc bằng một cây nến hammer xanh và nó bắt đầu tiệm cận đến vùng cảng kỹ thuật 1270. Thì các anh chị hiểu là ở vùng 1270 ở đây chúng ta có điểm hỗ trợ 1, điểm hỗ trợ 2 và điểm hỗ trợ 3 thì quá trình nó công lại, các anh chị nó công lại và nó chạm về đây thì nó lại trở thành những vùng cảng kỹ thuật À, thế vậy thì cái cách thức vận hành của thị trường sẽ như nào thì nó cũng nó cũng sẽ như vậy thôi nó không có gì thay đổi cả các anh chị sau các nhịp kéo thì khả năng theo quan điểm của hùng là phá sinh sẽ cần thời gian để nó test cung nghỉ ngơi lại và phiên ngày hôm nay là một phiên test rồi thì có thể phiên ngày mai có thể nó sẽ diện nó sẽ có tiếp tục có những cái điểm gì à, điểm kéo kéo xanh lên và sau những cái điểm kéo xanh đó thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ cần có những cái điểm test à, test lại và có nhiều cách, ví dụ như là nó test nó kéo về vùng 1270 và nó test ở trên vùng 1270 cộng ở đây thì đấy cũng là một cách à, test hoặc là nó test lại tiếp tiếp tục test lại ở vùng 1260. Thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ cần thêm khoảng hai cây nến test nữa, tức là phiên giao dịch của ngày thứ ba và ngày thứ tư Đó, ở trong tuần này và phiên giao dịch của ngày thứ năm khả năng sẽ là một cái phiên nó định hình về mặt thiên hướng kỹ thuật của cả thị trường và của chỉ số VN30F1M. Và trong trường hợp test thành công tích lũy tích cực thì như vậy là chỉ số phá sinh của chúng ta sẽ hướng về cản chéo hướng về cản chéo ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ có vùng 1305 các anh chị nhé vùng 305 và chắc chắn rồi khi về đến vùng 305 thì khả năng là rung lắc đây các anh chị này điểm này là điểm thứ nhất điểm này là điểm thứ hai điểm này là điểm thứ ba và điểm này là điểm thứ tư thì có khả năng khi về đến đây thì như vậy là gì à, thì điều chúng ta cũng bắt đầu quay trở về chỉnh cung và chỉnh về đâu và chỉnh đến điểm nào thì như vậy là qua uh, các cái dữ liệu GM time trực tuyến cũng như dữ liệu hàng ngày thì cũng sẽ có những cái bản tin uh, phân tích để chuyển tải đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư uh, chúng ta uh, theo dõi và chúng ta tham khảo thì trên đây là một vài uh, các cái góc nhìn quan điểm liên quan đến uh, xu hướng thị trường phiên giao dịch ngày 12 tháng 8 uh, bản tin uh, phân tích xin phép được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản cập nhật tiếp theo